Vì ngày xưa lý do vì sao mà bà Đặng lại bắt ốc bươu cho ông ăn ha? Vì không, trong nhà không có gì hay là dạ không sao? Có cái gì ăn rồi đi ra ruộng gặp ốc bắt đó, bị không có gặp cá gặp ốc không mà bắt ăn, ăn cũng quen, ăn quen đó, ăn ngon. Rồi sau bữa nó cho ông ăn rồi ổng bị bệnh, cái ổng hút thuốc nam uống nhầm cái cây nhãn lồng hay sao á. Rồi nó kỵ hay sao thụt luôn. Thụt là thụt cái đó hả? Thụt cái đó luôn. Hổm hổm là được 6 phân vậy rồi. Sao? Để dài bỏ hổm dài được nhiêu rồi nè. Rồi trước, ổng bệnh ổng thụt lại đó. Trước đó là ông được 6 phân. Mà bây giờ bệnh xong là thụt lại, rồi còn nhiêu nữa? Bây giờ thụt sát vô còn nhiêu à? Rồi, có chút xíu nha. Làm không chịu, đáng dĩ kêu cột sợi dây, rồi để cái chén, rồi nắm ghi xuống, rồi kỳ ra cho nó dai. Rồi ổng không có chịu, ổng nói không có làm được, đau đớn, tôi không có chịu. Ổng nói tôi thục thì kệ tôi không có chịu làm. Còn sức dầu thì ông nói nóng cay quá chịu không có nổi. Dạ Thánh Nguyên mến chào tất cả quý vị thân mến. Hiện tại Thánh Nguyên đang có mặt tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để tới thăm gia đình nhà bà Đặng quý vị. Quý vị thấy không, trước đây dọc hai bên đường này cây cối khá là nhiều, nhưng mà hôm nay người ta mới lập đường lại này quý vị, thành ra là khung cảnh nó hơi khác một chút. Nhưng mà cái căn nhà của bà Đặng á, thì nó vẫn y nguyên, thậm chí là nó có phần bề bộn hơn rất là nhiều. Thì không biết thời gian dịch vừa qua đó quý vị, thì sức khỏe của hai ông bà như thế nào? Thì bây giờ Thánh Nguyên sẽ mời quý vị cùng Thánh Nguyên để vào hỏi thăm gia đình của ông bà nhé quý vị. Và Thánh Nguyên sẽ hỏi nhỏ bà Đặng một chút xíu về cái trường hợp mà ngày xưa bà Đặng đưa ốc bươu vàng cho ông ăn đó, và cái đó nó bị thụt lại đó quý vị. Thì không biết là bà sẽ chia sẻ lại cho Thánh Nguyên như thế nào. Thì bây giờ Thánh Nguyên mời quý vị cùng Thánh Nguyên để vào thăm gia đình nhé quý vị. Bà Đặng ơi, này, trước nhà cái gì cũng có. Chào bà Đặng. Dạ. Rồi, bà có nhớ con không? Dạ. Có nhớ con không? Dạ. Con là Thành Nguyên, bạn của anh Tuấn Vĩ này. Dạ. Con chào ông. Ông bệnh tay biến. Dạ. Ông chụp hình tôi với ổng. Dạ. Dạ. Chụp hình tôi với ổng. Chụp hình của bà Đặng với ông hả? Dạ, cho tôi đứng với ông. Con mời bà Đặng la con chó cho con xíu nào, nó ồn nữa. Dạ. Chụp hình tôi với ông đó nha. Dạ. Là bà Đặng muốn con chụp cho bà với ông một tấm hình đúng không? Dạ, Đặng lỗi lỗi mà người ta thấy, người ta tội nghiệp người ta cho. À, là tại tôi bỏ anh nằm đó không có nuôi. À, rồi là để cho người ta tội nghiệp rồi là người ta cho. Trời ơi. Người ta tưởng tôi bỏ anh nào không à. Được là bà bỏ ông rồi là đi theo ai hả? Dạ, không có tưởng theo tôi bỏ ông nào tôi không có nuôi. À. Trời ơi, mà sao trong nhà lùm thùm vậy? Dạ bị bệnh quá, dọn dẹp không có nổi. Trời ơi, trước đây thấy làm đâu đó ngăn nắp hết rồi mà bây giờ để rồi trời. Tôi cũng có bệnh nó dọn dẹp không có nổi. La một vị quánh nữa nha con. Rồi bà đi ra đây ngồi đi rồi là cho con trò chuyện bà xíu nào. Dạ. Trời ơi, hôm nay tóc tai cũng không có thèm chải gì luôn á. Dạ, bệnh quá à. Rồi con hỏi ông bị tai biến sao?
tai biến hả? Dạ. Thì đi đứng khó khăn nha. Dạ. Rồi ông bị lâu chưa? Lâu rồi. Dạ. À, hồi giờ bệnh dịch tới giờ 6 tháng rồi đó. 6 tháng nữa ha. Lần trước con tới đây thì con thấy ông cũng đi chậm được. Dạ, dạ. Từ bệnh dịch tới giờ cũng bệnh luôn. Thì quên cho uống thuốc huyết áp rồi ông bị tai biến luôn. Dạ hả? Rồi lâu lâu cô cho ông gì ăn là không? À, có cho ăn cơm cháo đồ vậy đó, rồi đi mua bún đồ cho ăn. Dạ. Ăn được chút chút, không đã ăn được nhiều. Trước đó có anh gì con ông bà đâu rồi? Có anh thằng tên Lý ăn Lộc rồi, nó ở nhà bệnh dịch đói quá rồi nó đi rồi đi kiếm mần. Ừ. Đi kiếm không biết được không nữa. Ừ. Đi đâu chưa thấy lại. Dạ. Ừ. Thế rồi mấy lâu nay cô đi bắt ốc đi vàng không? Cũng không đi nổi nữa, bệnh quá không đi nổi. Có gắng xuống chỗ bán cơm rồi đó, vòng vòng đó kiếm đem về cho ông ăn. Dạ. Rồi mấy lâu nay có ai cho gì không? Giờ người ta thấy cho ổng tiền đó, người ta tưởng là tôi bỏ ổng rồi. Người ta nói chắc bỏ rồi, không có thấy nữa. Tôi hai vợ chồng tôi cũng thương nhau lắm, chừng nào chết thôi chứ không có bỏ. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Con thấy bà Đặng thì dành cái tình thương cho ông thì trước đây con có đến với anh Vĩ là con cũng đã biết rồi. Dạ. Dạ. Thậm chí trước đây con có nghe bà Đặng chia sẻ là bà có đi bắt ốc bươu vàng về cho ông ăn đó mà. Dạ dạ có. Dạ. À, cậu ở đâu? Cậu ở con ở tít ở bên Cần Thơ kìa. Dạ cậu ở Cần Thơ. Rồi hôm nay con có việc đi qua đây để con ghé thăm, con hỏi sức khỏe ông bà chút xíu. Rồi dạ. Rồi lát nữa con có gửi chút quà. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi bà Đặng chia sẻ lại cho con xíu nào, vì ngày xưa lý do vì sao mà bà Đặng lại bắt ốc bươu cho ông ăn ha? Vì không, trong nhà không có gì hay là... Dạ không sao? Có cái gì ăn, rồi đi ra ruộng gặp ốc bắt đó, bị không có gặp cá, gặp ốc không mà rồi bắt ăn, ăn cũng quen, ăn quen nó ăn ngon. Rồi sau bữa nó cho ông ăn rồi... Ông bị bệnh, cái ông hút thuốc nam uống nhầm cái cây nhãn lồng hay sao á. Rồi nó kỵ hay sao thụt luôn. Thụt là thụt cái đó hả? Thụt cái đó luôn. Tấn Vĩ có chỉ làm mà cho ngay mà không có ngay được. Còn cũng có nghĩa là trước đây bà Đặng là cho ông ăn cái nhãn lồng đúng không? Dạ không có ăn ốc bươu vàng, đồ lửa kho, đồ ăn, không có sao. Nhưng mà tôi đi kiếm mặn đó, đi cấy đồ đó. Rồi ông ở nhà, ông bệnh, cái ông lại tiệm nhà thuốc nam hút thuốc uống cho hết bệnh. Cái người ta hút nhầm có cây nhãn lồng. Rồi ông bị thụt luôn. Thụt luôn. Dạ rồi sau đó cô tìm cách để kéo ra không? Tìm cách mà không được, cũng vậy hoài à. Trời. Hôm trước á, mua Hạ Diệp Châu cho uống ngay đừng chút mà cả này ổng bệnh thục luôn rồi. Hạ Diệp Châu luôn uống cái đó là cái tác dụng gì? Tác dụng hả? Hạ Diệp Châu là bị sơ men gan, men bê rồi bổ dưỡng cơ thể cho nó được sung đột đó. Cho nó sung lên đúng không? Cho nó sung lên. Nhưng mà uống vào từng nào thì nó thụt vào từng đó? Nó thụt lên, còn bụng bự thì hết đó. Bụng bự thì hết. Uống mấy tháng lận cũng rẻ tiền chứ không có mắc mấy ngàn dĩ à. Mà uống cái tới địch tủng cái rét xẹp cái bụng rồi đó, hẩm bụng cao lắm. Dạ. Cái hồi đó con có nghe anh Vĩ bảo là buộc vào cái dây đó xong rồi làm gì đó, bà kể lại cho con nghe xíu nó có được không? Làm không chịu, đáng dĩ kêu cột sợi dây rồi để cái chén rồi nắm gị xuống rồi kỳ ra cho nó dai. Rồi ổng không có chịu, ổng nói không có làm được, đau đớn, tôi không có chịu. Ổng nói tôi thục thì kệ tôi không có chịu làm. Yeah. Còn sức dầu thì ổng nói nóng cay quá chịu không có nổi. Rồi không có làm cũng trớt quớt luôn. Vậy hả, trớt quớt luôn. Có nghĩa là thoa dầu nóng vào là để cho nó nở ra đó hả? Thoa dầu cho nóng để nó kéo ra. Mà ổng không có chịu nữa. Ổng không tin hay sao á.
Rồi bây giờ ổng bệnh, ổng mất trí à. Ồ vậy hả? Ổng mất trí không biết à. Không, nhưng mà cho con hỏi ông xíu nha. À, trước đó bà Đặng nói là thoa dầu hay là tìm mọi cách nha, làm cho ông như vậy là rồi ông có thấy như vậy nó có hiệu quả không? Không biết. Không được hả? Ừ. Dạ. Tính ra con thấy bà thương ông ghê trời. À. Ừ. Thấy sự nghiệp đời ảnh bất hạnh quá, không có ai nuôi ảnh, vất vả quá bỏ nữa tự nghiệp. Dạ. Rồi thấy ông thụt như vậy rồi bà tìm mọi cách nữa ấy ông, mà cuối cùng là tết quốc hả? Dạ. Rồi uổng ghê trời. Bây giờ nhà cậu giúp đỡ, tính là đi hết bệnh dịch đi bên nhà thương chợ gãy ha, đi trung tâm chỉnh hình. Ừ. Đặng nhờ người ta coi cái nếu như này gỡ khớp cắn và giả cho anh đi. À, chứ là... để anh nằm hoài thấy tội nghiệp quá à. Có nghĩa là đưa ông đi bệnh viện khám đúng không? Dạ, bệnh viện khám, bị gì cái gân đứt rồi. Ừ, cái gân đứt hả? Đứt gân coi lại tôi nắm kéo anh la dữ lắm. Nè. Tôi nắm vậy nè, anh la dữ lắm. Ôi! Đó, nắm la, là biết đứt gân rồi. Cái này là cái cơ lâu ngày ngồi nhiều là nó bị cứng, chứ làm sao mà đứt sao chịu nổi. Yeah. Ừ. Phải đúng không? Phải rồi. Đúng rồi. À, rồi cơm miếng ăn ngay ra được, thôi. Đi được, thôi. Đi không được nha. Thôi! Bây giờ ráng để đi lên bệnh viện đi rồi lại trung tâm chỉnh hình đầu coi người ta có ấy là gỡ khớp nè. Ừ. Rồi cho cái giò giả gắn vô đi nè. Dạ. Tội nghiệp cái ông nằm hoài thấy buồn quá à. Ừ. Đi đâu cũng đi có mình. Ông nằm tới ngày thấy tội nghiệp hết chứ kìa. Dạ. Rồi anh lẫn nữa. Lẫn quá à, không biết vậy. Dạ. Có khi cứ ăn cơm không, ta không ăn, ta ăn đâu rồi mà chưa ăn. Ừ. Không biết gì trơn à. Thế rồi cho con hỏi này. Con thấy có hai cái lon bia đây thì không biết là để cho ai uống nhỉ? Dạ không có, cái này nước ngọt. À, đây nước ngọt không? Đây này. Bia này. Dạ cái lon bia mua người ta lấy lộn. À vậy hả? Dạ mua thứ này nè, người ta ra xách lộn ra cho đó, tính mai đi trả lại nè. Mua thứ này đang uống sao người ta giao lộn cái này rồi về không có uống được. Thôi lộn thì để xài luôn chứ đổi gì. Dạ uống được, tôi uống không được, biết hả? Uống anh uống không được, nói cái này thì nước ngọt uống được. Dạ. Cho bổ khỏe. Dạ. Trời ơi, mà sao con thấy nhà luộm phụm quá này. Cái gì à, những cái đồ trái cây này mà con muỗi con trời ơi, chịu không nổi luôn đó. Có mấy cái đó mình cũng xài, mình dục đi bà. Cái nào? Đó, mấy cái trái gì đó, trái ổi, trái gì gì đó. Dạ để đó khi nào thèm mày ăn. Ủa trời, để đây thèm, lúc nào thèm ăn đó hả? Dạ để thèm mày ăn. Trời ơi là trời ơi. Ăn được gì cái loại đó, nó trời nó hư hết rồi. Dạ. Hư rồi. Ôi. Tôi không biết trong cái nồi này bà nấu gì đây? Cái đó cái cơ bán thịt nào cũng cho rồi về luộc rồi ăn ngán quá rồi bây giờ nào kho lại. Ờ. Kho lại đang chiều cho ông ăn. Ăn ngán quá kho lại rồi chiều để cho ông ăn. Yeah. Trời ơi. Rồi quần áo bao lâu thì bà giặt một lần? Áo lại. Dạ. Này con thấy cái mớ quần áo trong này tấp đống vậy. Lần rồi phơi. Dạ. Phơi rồi hai bữa nó khô rồi lâu lâu giặt lần, bữa nào khỏe mới giặt nổi. Ừ. Bây giờ tôi cũng bệnh nữa, tôi thiếu máu mạng, thiếu máu não, thiếu sắt nữa chứ trong người không có bệnh. Ừ. Đi thì chóng mặt không mà. Dạ. Rồi ngặt thì sao mà chích thuốc sao chích thuốc mũi một thì không sao. Ừ. Qua chích mũi hai đau bụng chóng mặt rồi ổng ngủ không à, tôi cũng ngủ. Ừ. Rồi có đi về Mỹ Phú Đông có người ta nấu như vậy. Rồi sao, cô, sao? Cái cô dược sĩ của người ta đến giờ thuốc cho cổ chích á, cổ dược sĩ cổ biết cổ nói không phải là oxin, là thuốc này cho bổ khỏe, ăn ngủ khỏe không à. Ừ. Bị gì có người bổ khỏe quá người ta mập phì luôn đi. Ừ. Không nổi. Nó cái cổ nói vậy, tôi mới đi chảnh nè. Nè, kể nhà nấu kín đừng nói với ai nha. Nha. Ừ. Đi nước ngoài nó vô, nước Việt Nam mình bé nhỏ, nước ngoài nó lớn, nó muốn vô cũng cho nó vô.
biết không? Nó vô mình còn sống ở chỗ nước ngoài ở đâu. Nhưng mà bà nói cái điều này là nói nhỏ nhỏ đúng không? Nói cho mỗi mình không nghe hả? Ném đá dấu tay diệt mình lần lần. Vậy hả? Tới mũi ba là mình chịu đó. Rồi, không có đâu. Vậy hả? Không. Các ông kia đâu kìa. Thì đó là do ông yếu hay là chắc ông nhiều bệnh trong người á. Dạ hả? Thì đâu có. Không có ha. Không có đâu. Dạ, cậu nói tôi tin. Rồi. Bây giờ tôi chỉ cho cậu một chuyện này nha. Một chuyện gì nữa? Tôi nằm thấy trời Phật là cái ông đó, ông nói là ông Đức Quỳnh Giáo Chủ. Ông đi Lục Châu ở nước ngoài, bây giờ ông trở lại thì Trấn La Dung này ông cứu bà con. Một là khỏi bệnh dịch. Ai muốn khỏi bệnh dịch nói trời Phật ơi cứu giùm con khỏi bệnh dịch là ông cứu ngay, không có bao giờ có. Rồi hai nữa là nói ra trời Phật ơi, gia đình con hiện giờ đang cần một số vốn để sinh sống, trời Phật giúp đỡ cho con là ổng sẽ giúp đỡ cho. Vậy hả? Ổng không phân giai cấp địa vị gì hết, giàu xin ổng cũng cho nữa. Điều kiện thứ ba nữa là tới cơn dông bão Việt Nam, năm này bão Việt Nam 7 ngày. Tới cơn dông bão thì nói tâm đại dương thiên Bồ Tát, ngày dứt cơn mưa là dứt liền. Ông nói sao mà giống Tôn Ngộ Không quá vậy? Giỏi vậy? Ông đó hả? Dạ. Ông đó là người trời Phật. Ồ vậy hả? Ông Đức Quỳnh Giáo Chủ, ổng đi dạo Lục Châu, ổng hồi đó ở đây, ở Hòa Hảo. Nhưng mà thế rồi bà đã gặp ông chưa? Tôi thấy ổng... Tôi thấy ông nằm mơ đúng không? Nằm ngủ thấy tôi ở xuống khu văn hóa là tự nhiên tôi gặp ổng đó. Tôi nói lần đầu thì ổng mặc áo dài đen, quần trắng, bịt cái khăn. Tôi biết ổng, tôi không hỏi ông là ai. Mấy lần sau ổng bận áo bà ba nâu, ổng già quá. Tôi hỏi thưa ông là ai, ông ở đâu? Mà ông nói ông lại Việt Nam, ông cứu vậy cứu ai? Ông nói cứu tất cả nhân loại chúng sanh khỏi bệnh dịch. Với hai điều kiện thứ hai nữa là cho tiền dân chúng, ai cần tiền, không phân giai cấp địa vị gì hết, giàu xin ông cũng cho. Nói trời Phật cho con một số tiền để làm ăn, gia đình con gặp khó khăn gì tiền là ông cũng cho. Nó mà không biết ông cho cách nào ha. Ông nói trời Phật nói thiệt chứ không nói láo ai. Tôi ăn 5 trái bình bát, rồi tôi về nhà đây ở kế nó không hay, tôi ăn bình bát, nó cho tôi 2 trái thanh long, tôi ăn tôi ngã luôn. Tôi kể với chồng tôi nghe, giờ em chắc chết quá. Sao ăn cái này vô cái gì kỳ quá, trong người em không còn miếng sức khỏe nào hết á. Chắc em phải chết. Cái chồng tôi kêu tôi sống, kêu trời Phật cứu sống giùm Nguyễn Thị Ngàn 80 tuổi. Cái sao từ từ tôi khỏe, tôi nằm, tôi sống luôn tới bây giờ. Bây giờ trái bình bát, trái thanh long tôi không dám ăn. Này, đúng rồi, bởi vì là khi mình đang đói mà mình ăn mấy cái trái đó nhiều như vậy sao được. Còn anh này ổng chết mấy lần rồi đó. Sao? Ổng chết mấy lần, ổng nằm, ổng cứng mình mẩy hết, nhúc nhích, thỏng nhúc nhích. Tôi cũng kêu, trời Phật có hơi cứu sống giùm Tống Minh Tùng 77 tuổi. Thì từ từ ổng sống lại 5 lần rồi đó. Nhưng mà thế rồi bà lúc đó chỉ cầu nguyện như vậy rồi chứ có làm biện pháp gì khác không? Giống như là chỉ kêu vậy không à? Ép tim hay là hô hấp gì đó không? Mấy lần lạnh nhắc mình mẩy, tôi có làm hô hấp nhân tạo. Cũng biết làm luôn hả? Hay vậy, vậy đặt tay vòng ngực, đặt vòng ngực đưa ra, đặt vòng ngực mạnh xuống vậy đó. Rồi từ từ ổng khỏe. Còn mấy lần sau kêu trời Phật cơ mà, trời Phật ơi cứu sống giùm ông Tống Minh Tùng đây trời Phật. Không, nhưng mà đó là đó là duỗi tay ra rồi bỏ tay ngực rồi đè xuống là ép tim. Thế rồi mình phải hô hấp thì mình phải bỏ miệng vào thì mới hô hấp được chứ. Đúng không? Rồi cái chồng tôi sống lại mấy lần rồi. Trời mừng ghê ha. Ổng bị có phong xù. Thấy tôi nghẹp lắm. Giờ nào coi kè ông đau. Thôi ông đau thôi. Để ông nằm. Mà đây có phải là cái giường hạnh phúc mà trước đây anh Vĩ mua không? Chưa phải. Dạ, sao trời ơi, bây giờ mình nhận không ra luôn trời. Giường mà không có nệm, không có chăn chiếu gì. Cái ông nào ông lạnh là tới hơi lửa, nó cháy hết. Trời ơi trời. Thiệt, bây giờ là con tới là con nhận không ra cái nhà mình luôn á. Cái thứ nhất là đường người ta mới làm này. Rồi cái thứ hai nữa là phía trước này tùm lum đồn. Này, nếu không biết đồ ăn gì mà để đây mấy ngày này.
Rồi bà Đặng buổi tối là ngủ ngoài này hả? Đâu ngủ đó. Rồi rồi ông nằm trong mình trong này. Lâu lâu thăm chừng với kêu chừng hoài à. Ừ. Thăm chừng vô là thăm chừng. Nhưng mà sinh ra cái giường hạnh phúc thì mình phải nằm với nhau chứ sao người nơi vậy? Sợ bệnh lây. Sợ bệnh lây gì? Sợ bệnh lây, lây là không có bệnh luôn, không có ai nuôi đó. Người bệnh, người mạnh nha. Rồi phải người bệnh, người mạnh để nuôi nhau. Tôi bệnh nữa là không có ai nuôi ổng. Nên thấy tội nghiệp nha. Dạ. Thế là cho con hỏi bà Đặng xíu này. Dạ. Ủa? Con thấy cái quần của ông ướt như vậy là... Đấy không biết. Đấy vậy hả? Quần không à. Trời ơi. Đấy yếu quần không à. Ừ. Tội nghiệp chưa? Dạ. Rồi bà Đặng cho con hỏi xíu này. Dạ. Cái bài thuốc mà ăn ốc bưu vàng mà nó dài ra đó. Thì cái đó có đúng không? Để về con học coi. À. Dài ra Hạ Diệp Châu. À Hạ Diệp Châu thì nó mới dài. Còn ăn ốc bưu vàng là nó thụt vào đó hả? Ừ không hổm là được 6 phân vậy đây. Sao? Để dài bữa hổm dài được nhiêu rồi nè. À rồi trước ông bệnh nó thụt lại đó. Trước đó là ông được 6 phân. Mà bây giờ bệnh xong là thụt lại rồi còn nhiêu nữa? Bây giờ thụt sát vô à, còn nhiêu à. Rồi có chút xíu nha. Ừ. Hôm trước cho uống Hạ Diệp Châu cái bụng có gan A gan B đó bị vậy nè, uống sẹp bụng á, địch tủng tủng á. Địch tủng tủng vậy. Ừ.